Cơ sở đồ gỗ Trang Trí xin kính chào quý khách hàng. Và hôm nay thì cơ sở em sẽ gửi đến cho quý vị một mẫu thuyền gỗ của nước Anh. Và đây là một mẫu thuyền gỗ làm theo mẫu thuyền cổ đại quý vị nhá. Thì qua video này thì em sẽ giới thiệu đến cho quý vị. Và thuyền gỗ là một trong những mẫu thuyền được mô phỏng theo một mẫu thuyền với hình ảnh là thuận buồm xuôi gió, rất là đẹp để quý vị có thể trưng diện trong không gian nội thất như là phòng khách, phòng trà. Và đặc biệt thì là một hình ảnh rất là đẹp trong kinh doanh. Và mẫu thuyền gỗ còn là một sản phẩm rất là giá trị để quý vị dành tặng bạn bè, đối tác, như là một sản phẩm đem đến may mắn, cũng như là một sản phẩm cầm tay rất là giá trị. Và bên cơ sở chúng em có rất là nhiều quý hàng có lựa chọn và tặng đối tác với những mẫu thuyền gỗ. Thì cơ sở chúng em có rất là nhiều mẫu. Và qua video này thì em sẽ giới thiệu để cho quý vị về một trong những mẫu rất là đẹp, đó chính là mẫu thuyền cổ đại của nước Anh. Và đây là một mẫu thuyền với kích thước phù bì là lộng 73, chiều cao là 65, phần thân thuyền là dài 68 và rộng 13,5, và được làm hoàn toàn là trên chất liệu là gỗ hương quý vị nhá, một chất liệu rất là bền. Và được cơ sở chúng em hoàn thiện theo nồi đánh màu sáng rất là bắt mắt. Và đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến cho quý vị là hình ảnh phần thân thuyền hay gọi là bom thuyền. Tất cả những đường cong cũng như là nghệ thuật được cơ sở cho em làm hoàn toàn là thủ công quý vị nhá. Từ những phần đấu nối cũng được làm hoàn toàn là thủ công. Và phía dưới thân thuyền là có hình ảnh chữ là thuận buồm xuôi gió, một hình ảnh rất là đẹp. Và phía trên là những điểm nhấn hoa văn họa tiết được cơ sở chúng em làm chi tiết là chất liệu chì và được mạ màu vàng rất là đẹp và tạo điểm nhấn cho sản phẩm. Và kể đến là phần đuôi, đây quý vị có thể thấy là được làm rất là chi tiết và tỉ mỉ. Đó, quý vị có thể thấy là phần trên boong thuyền, phần cabin này đều được làm thủ công hết, rất là chi tiết. Và phần cột buồm đến cánh buồm đều được làm chi tiết là gỗ và lựa chọn vân quý vị nha. Đó, em cũng đang quay cho quý vị đây. Em sẽ quay mặt trước cho quý vị. Đây là mặt trước của quý vị có thể thấy này. Em đang quay cho quý vị ở một mặt có thể nói là mặt trực diện rất là đẹp. Đó, quý vị có thể thấy, quý vị có thể kê theo chiều hướng này sẽ rất là đẹp cho không gian nội thất. Và là phía bên trên, phía bên hông đây, em cũng có làm rất là tỉ mỉ. Và đây là một sản phẩm thuyền gỗ được làm 5 mặt quý vị nhá. Quý vị có thể kê mặt nào cũng được. Đó, quý vị có thể thấy chi tiết rất là đẹp. Tất cả các mặt đều được cơ sở chúng em làm rất là chi tiết. Và cuối video thì em sẽ báo giá cho quý vị về sản phẩm để quý vị lựa chọn và tham khảo. Có thể trưng diện trong không gian phòng khách, hoặc quý vị có thể làm quà tặng, quà biếu cho đối tác, bạn bè. Em sẽ quay các mặt cho quý vị này nhé. Và em sẽ giao lưu với quý khách hàng và bao ship tận nhà cho quý khách hàng với giá mẫu thuyền cổ đại ở nước Anh này, với giá chỉ là 3.950.000. Thì em có bao ship và giao hàng tận nhà cho quý vị. Thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với cơ sở em, thì em sẽ hỗ trợ và giao hàng cho quý vị. Quý vị có thể like, share, đăng ký kênh của cơ sở chúng em để theo dõi những sản phẩm mới nhất mà cơ sở chúng em đang cập nhật để gửi đến quý khách hàng. Xin cảm ơn ạ.